Sáng nay, 29 tháng 7, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc. Các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự khai mạc. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh, thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Hồng Quảng cho biết, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nội dung kỳ họp được tổ chức theo hướng rút gọn, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp. Cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm, với tinh thần vừa chủ động phòng chống dịch, vừa thực hiện phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục được duy trì và có bước phát triển. Nổi bật là đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, chủ động kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, GDP tăng 7,18%, công nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn, đạt mức tăng trưởng khá. Nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng nông thôn mới được quan tâm, dịch vụ phục hồi và có bước phát triển. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Đối với tỉnh ta, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận định, trong 6 tháng đầu năm, chúng ta đã rất chủ động, kịp thời, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nhiều điểm nghẽn bước đầu được tháo gỡ, kỷ luật kỷ cương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ từng bước được đề cao. Có thể khẳng định, những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua là rất to lớn. Nhưng bối cảnh tình hình đã thay đổi nhanh chóng, yêu cầu mới ngày càng cao, trong khi khó khăn còn nhiều, thách thức ngày càng gay gắt hơn. Chỉ còn 5 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2021, yêu cầu đặt ra là rất lớn. Trong khi đó, tỉnh ta vẫn quyết tâm giữ nguyên các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2021 đã đề ra. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế GDP cả năm phải đạt 8% trở lên. Để đạt các mục tiêu đó, bên cạnh các giải pháp, nhiệm vụ được nêu trong các báo cáo của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số nhiệm vụ để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận. Đó là tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Nhưng mục tiêu phòng chống dịch COVID-19 là ưu tiên số 1, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân là trên hết và trước hết. Trong đó, đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu, xem xét trong trường hợp thực tiễn cấp bách, trao quyền cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để người dân bình tĩnh, không hoang mang, chủ động phối hợp, tin tưởng, tự giác chấp hành các quy định và đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh có vai trò rất quan trọng, quyết định đến sự phát triển của tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian qua và mong muốn Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí trong việc tạo lập hành lang pháp lý về cơ chế, chính sách, quy định, nghị quyết, các vấn đề quan trọng, những khó khăn hạn chế kéo dài, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện nhiều nội dung quan trọng, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm,
và thông qua các nghị quyết rất quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh.